Chào các bạn, mình đang ở cửa hàng chipgame.vn và đây là cái Apple Watch. Thì cái Apple Watch này là cái series 2, tức là cái Apple Watch mới được giới thiệu. Thì so với cái iPhone thì cái Apple Watch nó sẽ về Việt Nam chậm hơn khoảng vài ngày. Vào ngày 20 thì Apple họ bắt đầu họ bán Apple Watch trên thế giới, nhưng mà đến ngày hôm nay, ngày 22 thì mới xuất hiện ở Việt Nam. Đây là cái điểm khá là đáng tiếc bởi vì người ta thường ưu tiên iPhone nhiều hơn. Thì cái Apple Watch này là phiên bản 42mm, thì các bạn có thấy là Apple Watch Series 2 42mm Sport on Black Nylon là sợi dây nylon. Thì cái bản 42 có giá căn bản là $399, còn cái bản mà 38mm thì có giá căn bản là $369. Thì bây giờ mình mở cái hộp ra, các bạn thấy là chúng ta có dòng chữ Apple Design by Apple in California. Thì cái cách đóng hộp này rất là giống cách đóng hộp của iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Thì bạn có những cái hướng dẫn sử dụng. Cái hộp này thì được thiết kế theo chiều dọc đó. Ở đây là cái phiên bản mà sợi dây ni lông màu đen đó. Apple thì họ đóng gói rất là cẩn thận để không bị chày, và vì thực chất thì cái này rất là dễ bị chày. Dưới này là những cái phụ kiện, thì chúng ta có sợi dây sạc 5 châm vẫn như cái thiết bị cũ. Chúng ta có một cái cục sạc, thì cục sạc này là theo tiêu chuẩn Hồng Kông. Phiên bản ni lông mà mình đang cầm này thì nó cũng có giá tương đương với những phiên bản mà sử dụng vỏ nhựa, thì giá của nó cũng là $399 luôn. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Thì đây là cái Apple Watch thế hệ thứ 2 Series 2. Còn đây các bạn có Apple Watch, các bạn nhớ là Apple Watch 0 thôi. Thì đây là phiên bản thép, còn đây là phiên bản nhôm. Thì cái này là Apple Watch 0, tức là nó không được nâng cấp gì hết. Còn ngoài ra còn có một cái Apple Watch Series 1 nữa, thì nó được nâng cấp cái chip xử lý giống với lại cái Series 2 này. Thì tổng cộng có 3 phiên bản, 3 thế hệ Apple Watch khác nhau. Thì khi mà các bạn cầm lên thì các bạn sẽ thấy là cái Apple Watch 2 Series 2 thì nó sẽ dày hơn một chút so với cái phiên bản cũ. Khi mà chúng ta đặt cạnh nhau thì các bạn sẽ thấy cái điều này. Tuy nhiên thì cái điều đó khá là khó để chúng ta có thể thấy. Thì ở cái Series 2 các bạn thấy cái điểm dễ thấy nhất là chúng ta có cái phần loa. Thì đây là cái phần loa được Apple họ thiết kế đặc biệt, làm cho khi mà các bạn ở dưới nước thì nó vẫn phát ra được và nó đẩy âm thanh ra ngoài. Chúng ta có những cái lỗ mic ở đây. Ở trên này thì chỉ có một cái lỗ mic thôi đó. Còn lại thì tất cả những cái thành phần khác cũng đều tương tự như nhau. Vẫn có cái Digital Crown ở đây và cái nút bấm ở đây. Thì khi mà đeo lên thì tay của chúng ta sẽ như thế này. Thì hồi xưa khi mà Apple Watch 42 mới ra thì chúng thấy là nó khá là lớn, nhưng mà sau này thì mình đeo những đồng hồ lớn mình thấy quen dần rồi. Mình thấy là so với cái đồng hồ thể thao chuyên nghiệp mà mình đeo ở bên tay cạnh bên này thì nó nhỏ hơn đáng kể. Thì so với cái thế hệ đầu tiên thì cái Apple Watch Series 2 nó có điểm khác biệt lớn nhất chính là về cái sức mạnh xử lý. Con CPU ở trên này vẫn là con CPU 2 nhân, nhưng mà Apple họ nâng cấp lên thế hệ S2 và có hiệu năng cao hơn 50% so với cái cũ. Ngoài ra thì Apple họ cải tiến khả năng chống nước, để bây giờ nó có thể chống nước được khoảng 50m so với ngày xưa. Thì đó là hai cái cải tiến lớn nhất. Nhưng mà bạn nào mà quan tâm nhiều đến thể thao thì các bạn sẽ thấy là cái đồng hồ của Apple Watch bây giờ tích hợp GPS bên trong. Mình đang đeo một cái đồng hồ có GPS, và cái đồng hồ của Apple Watch nó cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ nó có GPS để cho những ai mà tập luyện thể thao nhiều thì có thể sử dụng. Tuy vậy thì khi mà kích hoạt GPS thì cái máy này nó sẽ tốn pin hơn rất là nhiều. Mình chưa thử nghiệm thực tế, chưa biết, nhưng mà cái máy đồng hồ của mình bình thường nếu mà không dùng GPS thì nó được khoảng hơn một tuần gì đó. Còn GPS thì khoảng chưa được một ngày nữa, khoảng mười mấy tiếng thôi. Thì cái đồng hồ Apple Watch này cũng tương tự như vậy. Nên các bạn cũng sẽ cần lưu ý khi mà các bạn muốn tích hợp một cái GPS với cái đồng hồ mà đầy đủ tính năng như cái Apple Watch. Thì bây giờ cái Apple Watch này đã được mở lên rồi. Và cái điểm đầu tiên khi mình nhìn thấy cái màn hình này là nó sáng hơn một cách đáng kể. Thì cái độ sáng của cái màn hình này là 1000 nit, tức là gấp đôi so với thế hệ cũ. Và cao hơn rất là nhiều so với hầu hết smartphone trên thị trường vốn chỉ dừng ở mức khoảng 500 nit hay 600 nit đối với những cái cao nhất. Thì cái độ sáng như vậy thì các bạn nhìn vô thì sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là khi mà chúng ta ở ngoài nắng. Như đã nói thì cái máy này sử dụng cái chip xử lý mới hơn, cái chip xử lý nhanh hơn 50% thế hệ cũ. Hồi nãy khi mà mình mở một cái ứng dụng nào lên lần đầu thì nó chờ một chút thì nó mới phản hồi, nó vẫn có thời gian để load, nhưng mà chúng ta thấy là cái tốc độ phản ứng của nó tốt hơn rất là nhiều so với trước kia. Đó, mình thử mở một số ứng dụng mà mình chưa hề mở từ nãy đến giờ. Đó. Và ở trên cái Watch OS mới cũng như là cái Apple Watch này thì Apple họ cho phép chúng ta chỉnh nhanh những cái ứng dụng mà chúng ta hoạt động, ví dụ như chế độ workout là chế độ đi bộ ngoài trời hay đi bộ trong nhà gì đó. Đó, thì chúng ta có thể chỉnh nhanh ở đây để cho cái máy nó biết và nó đo một cách chính xác hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.